Ok, để tổng hợp lại, tổng kết lại cái video đầu tiên thì chúng ta đã nói về cái việc là hiện tại tất cả những cái dữ liệu on chain nó đang rất là tích cực đối với Bitcoin, và chúng ta thấy rằng là các cái nhà đầu tư người ta vẫn đang tích cực thu gom Bitcoin. Đấy, thế còn giá của nó thì tại sao nó vẫn chưa lên, và chúng ta đang xem là chúng nó làm cái trò gì ở cái giai đoạn này ha. Và sau đó chúng ta sẽ nhìn một số các đồng coin mà mình cũng vừa phân tích ở trong những cái lợi thế, những cái thông tin, những cái tin tức. Chúng ta nhìn về on chain, nhìn về cái định hướng phát triển của Dot và Solana, thì chúng ta cũng sẽ phân tích hai cái đồng coin đó, số các đồng coin top ha. Hiện tại thì các đồng coin khác nó sẽ không có nhiều cái sự tăng trưởng, lý do là nó đang bị đì và nó cũng chưa có một cái gì đó nó bật lên rất là quá là mạnh để mình có thể là phân tích chúng nó. Thì khi mà giá nó lên cao quá, tức là nó tăng lên đột biến và mọi người có cái nhu cầu là muốn chốt hay không ấy, thì lúc đó mình sẽ cùng nhau sẽ đi xem ha, liệu có phải là lúc đó thì cái cơ hội nó tăng lên còn không, hay nó chuẩn bị điều chỉnh hay như nào đó thì chúng ta mới xem. Thế còn thời điểm hiện tại thì chúng ta đang giữ. Đấy, chúng ta đang giữ ha. Và ok, chúng ta sẽ nhìn qua vào Bitcoin. Như mình có chia sẻ lúc nãy ấy, thì là Bitcoin nó cần phải có những cái cú mà điều chỉnh như thế này, cú điều chỉnh như thế này. Thế thì giá cả lúc nào nó cũng sẽ bị nó cũng sẽ có một cái đoạn cân bằng, tức là nó sẽ có một ở cái trạng thái lúc nào nó sẽ tìm một cái trạng thái cân bằng để nó đứng lại. Thế thì khi mà nó điều chỉnh từ ở trên 69.000 đến đâu đó khoảng 55 rồi là 53.000 khu vực này, thì khá là nhiều các cái nhà đầu tư lớn, những cái nhà đầu tư mà người ta đang giữ Bitcoin ở những cái vùng giá gần gần khu vực đó, và người ta giữ rất là nhiều Bitcoin, thì người ta muốn là giá Bitcoin nó sẽ giữ ở khu vực này và người ta đẩy giá, người ta đỡ giá ở khu vực này. Thế tuy nhiên là trong những cái thời điểm mà nó giữ giá ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái volume giao dịch mà mỗi lần chúng nó bán ra ấy, đây là cái cây nó bán ra này, nó rất là lớn, nó rất là lớn, thì thể hiện rằng là giá nó sẽ khó có thể là giữ được ở khu vực này. Đó. Tất nhiên là thời điểm đấy chúng ta vẫn đang hy vọng là nó sẽ giữ được, tuy nhiên là nó đã không giữ được và nó đi xuống. Thế thì khi mà chúng ta nhìn ở cái thời điểm chúng ta đứng ở 69.000 thì chúng ta nhìn thấy rằng là nó sẽ có điều chỉnh, nhưng mà mình cái thời điểm đó mình chỉ nghĩ là nó điều chỉnh rất là ít thôi, thậm chí là có 12 13% và mình đã không có muốn chốt bất kỳ một cái đồng nào chỗ này. Thì 12 13% thì để mà tối ưu, nghe nói nếu mà chúng ta cầm cái đồng Bit là 69.000 xong tụt xuống 55.000 ấy thì nghe nó rất là to, bởi vì là cái số con số nó rất là lớn, tuy nhiên nó chỉ có vừa mười mấy phần trăm mà thôi, mười mấy phần trăm mà chúng ta không có nhảy ra nhảy vào kịp thì có thể là chúng ta sẽ lỡ hàng. Nên mọi người hình dung là bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn thấy rằng là nó tụt đâu đó từ tận 69.000 đến 45.000 thì nó tụt rất là nhiều, tại sao mình không bán là 69.000 và đi vào 45.000 mình mua, đúng không? Đúng là chúng ta nhìn về lịch sử chúng ta thấy là như vậy, chúng ta rất là tiếc nuối và chúng ta là lo lắng. Thế tuy nhiên là mọi người dung là nếu mọi người bán là 69.000 ấy, mà trong cái trường hợp nó không có tụt về sâu như này, hoặc là nó tụt xuống đâu đó khoảng 62.000, mình sẽ zoom to hơn một cái đoạn đấy để mọi người nhìn thấy rằng cái tâm lý của chúng ta sẽ rất là bất an. Bởi vì sao ạ? Chúng ta sẽ không bao giờ có ý định là rời bỏ hẳn thị trường, đúng không ạ? Nó sẽ không rời bỏ hẳn thị trường, chúng ta chỉ là rút ra rồi chúng ta lại vào lại thôi. Trừ khi là chúng ta chấp nhận là thôi 69.000 là tao rút, cho dù là mày nếu mày tụt sâu xuống thì tao mua, thế còn nếu mày lên thì tao kệ. Trừ khi là trường hợp như vậy nhé, bạn đã quá hài lòng với cái khu vực là 69.000. Hay là ví dụ như bạn mua một cái đồng Solana chẳng hạn, bạn đã quá hài lòng với khu vực 258.000, kể cả nó có lên cao hơn nữa thì bạn cũng không vấn đề gì, không tiếc ấy, thì bạn chốt được. Thế còn với bản thân mình thì mình nhìn thấy một cái thị trường crypto nó còn tăng lên rất là mạnh nữa thì chẳng có lý do gì mình lại hài lòng một cái mức 69.000. Đó, đúng không? Thế thì nếu các bạn chốt là 69.000 thì các bạn sẽ rất tiếc nuối, bản thân mình sẽ rất là tiếc nuối, và mình chỉ có tìm cách là nó chỉ cần là tụt xuống là mình sẽ mua ngay vào ngay. Thế thì mình sẽ mua ngay ở những cái khu vực như này. 62.000, đúng không ạ? Bởi vì nó có những cây rút râu như thế này, thậm chí là 64.000. Đó, rồi sau 2 ngày hôm sau nó lại bật lên và lên đến 65, 66.000. Thì liệu chúng ta đã mua đây chưa? Chúng ta đã sợ hãi và sợ lỡ đò mua đây chưa? Đúng không? Và rồi cứ cho rằng là chúng ta đã chờ đợi được rất là nhiều rồi thì chúng ta lại chúng ta đã rất là kiên định ở đây không mua. Rồi. Thế thì những cái cây như thế này tụt xuống bật lên 60.000 chúng ta đã mua chưa? Hay là 59.000 đã mua chưa? 58.000 đã mua chưa? Tất cả những cái đoạn này chúng ta đã mua hết rồi và chúng ta thử xem là nó đã tụt bao nhiêu phần trăm. Đây nó chỉ có 13% đến khu vực đó mà thôi.
đúng không? Và chúng ta rất là sợ hãi khu vực đó. Thế còn khi mà nó tụt xuống tận 69.000 thì sẽ không, à đến 45.000 thì không ai biết. 45 46.000 thì không ai biết. Và sâu nhất của nó là 42.000. Không ai biết được những cái cú tụt như thế này. Đúng không? Thì cái này, những cái cú tụt sâu như này thì đây là không phải là do phân tích kỹ thuật được, mà đây là do cái sự sập giá nó quá nhanh và do cung cầu nó quá lớn, chỉ vậy mà thôi. Cái phần cung nó quá lớn. Đó. Thế thì cái nguyên tắc khi mà cái thị trường nó cho chúng ta một cái cơ hội là nó vẫn còn tăng trưởng ấy thì chúng ta chỉ có hold mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta xác định là chúng ta là một cái người trade ấy, tăng số lượng của đồng coin ấy, thì chúng ta sẽ dùng một số vốn nó nhỏ nhỏ thôi. Cũng giống như mình là khi nó lên Bitcoin, khi mà Ethereum ấy nó lên đến đâu đó khoảng 4.750 thì mình đã chốt, nhưng mà mình chỉ có khoảng 10% mà thôi. Đúng không ạ? Thì là mình dùng cái khoản đó để trade, để tăng số lượng của Ethereum. Nhưng mà ngay ở cái tầm là 4.000 mấy, 4.000 mốt, 4.000 hai gì đó mình đã mua lại rồi. Đúng không ạ? Không thể nào mà mình chờ được đến tận bao nhiêu? 3.600 hay là 3.500, 3.400 để mình mua. Đúng không ạ? Ai cũng vậy thôi. Ai vậy thôi. Thế thì chúng ta sẽ xác định là thời điểm đó là chúng ta chỉ tối ưu một số lượng rất là nhỏ của đồng coin của mình thôi. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy thời điểm mà Bitcoin nó có cái sự tăng đột biến về volume giao dịch. Đúng không ạ? Volume nó phải tăng lên rất là mạnh. Như những cái đoạn như thế nào nhỉ? Đây, những cái đoạn như thế này. Nó tăng lên rất là mạnh và đều trong vòng một thời gian dài. Đó. Thì bắt đầu là chúng ta mới chốt những cái khoản lớn trong cái tài sản của mình. Chốt trong những cái khoản lớn trong tài sản của mình. Đó. Volume giao dịch nó tăng rất là mạnh lên. Nó tăng đột biến lên. Cái thời điểm này nó rất là thấp. Nó cực kỳ thấp luôn. Cực kỳ thấp. Nó chưa cả hồi lại được so với cái trong 2020. À, với tháng 12 2020, khi mà Bitcoin nó đang loanh quanh để nó vượt qua khu vực 20.000 đô này thì nó còn chưa bằng. Bây giờ thậm chí là nó chỉ bằng 1/3 so với cái lúc mà Bitcoin nó phải vượt qua 20.000 đô. Thì mọi người thấy rằng là cái thời điểm hiện tại là những cái người mà muốn bán nó không có quá nhiều. Đó, người muốn bán và những người muốn mua nó không có quá nhiều nữa. Thị trường hiện tại là thằng nào đang hold thì nó cứ mua thêm hoặc là nó giữ nguyên. Thế còn thằng nào mà sợ quá, những người mà mới, những người nhát gan ấy thì sẽ bán ra. Đó. Ok. Thì khi mà có những cái dấu hiệu mà thị trường nó tăng lên, rồi chúng ta sẽ cùng hình dung ra. Có một cái bạn bạn ấy gửi trong nhóm Telegram một cái biểu đồ, không biết của cái nhóm nào, nhưng mà mình thấy mình rất là ưng, tại vì nó rất là giống với những cái gì mình hình dung ra ở trong đầu. Tức là nó như thế này. Bây giờ là cái cú điều chỉnh và chúng ta sẽ không thể biết nó đến đâu. Nhưng mà mình cho rằng là nó sẽ không vượt qua được 45.000 như mình đã nói rất là nhiều cái video trước. Sau đó nó sẽ đi lên như thế này. Nó sẽ đi lên như thế này. Đó. Lên đâu đó khoảng 80-90.000 và nó điều chỉnh. Đó, nó điều chỉnh. Nhưng nó sẽ điều chỉnh và nó bật lên trong vòng khoảng nửa tháng. Đó, trong vòng nửa tháng nó sẽ bật lên tạo những cái đỉnh mới. Tạo những cái đỉnh mới nhưng nó sẽ không quá cao so với cái đỉnh cũ. Đó, và nó cũng sẽ tạo những cái đỉnh mới kiểu này. Sau đó mới nó tụt xuống. Thì đây là cái kịch bản mà mình suy nghĩ ở trong đầu. Đó. Mình suy nghĩ ở trong đầu và mình chờ đợi những cái khu vực mà ở những cái đỉnh như thế này hoặc là những cái sườn như thế này, và mình nhìn thấy cái dấu hiệu của cái việc suy yếu ở chỗ đó cùng với một cái biên độ volume nó phải cực kỳ lớn. Bây giờ là volume nó đang ở cái mức như thế này, đúng không ạ? Và cái lúc đó thì khi mà giá bây giờ nó chỉ cần tăng lên tầm đâu đó khoảng 60 62 nghìn ấy, vượt qua 64.000 thì mình đảm bảo với các bạn là volume nó sẽ tăng lên rất là kinh. Lý do tại sao? Nó sẽ giống như cái giai đoạn mà 20 tháng 12 2020, đâu đó tầm mà cuối năm 2020 để nó vượt qua cái mốc mà 20.000 đấy. Nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Nó tăng rất là mạnh bởi vì để nó vượt qua những cái đỉnh cũ như thế này. Rồi, thế khi mà nó vượt qua những cái đấy thì volume nó sẽ tăng lên. Và ở cái đoạn volume tăng như thế này thì mình hoàn toàn là hài lòng với cái giá của những cái đồng coin mình đang giữ. Ví dụ Ethereum chẳng hạn. Đấy, mình sẽ hài lòng với nó để mình chốt nó ở đây. Và thậm chí là nếu nó có cao lên hơn rất là nhiều nữa, ví dụ Ethereum lúc đó nó khoảng 5-6 nghìn chẳng hạn, và nó có lên đến 7-8 nghìn thì mình cũng không tiếc nữa. Đó. Lúc này mình sẽ chốt những cái khoản nó rất là lớn, đâu đó khoảng 30%, 30%, và sẽ chốt dần ở những cái đỉnh khác của nó nếu nó còn tăng lên. Thế còn nếu nó không tăng lên và nó tiếp tục nó lại đi xuống, chẳng hạn nó không có cái đỉnh ở giữa này chẳng hạn, đúng không ạ? Và nó lên đến đây thôi và nó lại đi xuống, nó đi thấp thấp như thế này, thì mình cũng sẽ lại chốt dần ở những cái đoạn thấp như này. Đó.
kiểu gì nó cũng sẽ có hồi, khi mà nó điều chỉnh kiểu gì nó cũng sẽ có hồi để cho chúng ta thoát hàng đó. Thế còn thời điểm hiện tại volume nó quá là thấp, tức là đây là chỉ là một cái giao dịch ở cái chợ cóc thôi mà chúng ta đã nói rất là nhiều trong cái video khác rồi đó, thì không có lý do gì để chúng ta chốt ở đây cả, không có lý do gì. Đây chỉ là cái chỗ mà chúng ta phân chia lại hàng hóa. Ừ. Bởi vì là hàng hóa bây giờ tôi thấy rằng các cái đồng coin nó trở về cái entry của nó rất là sâu rồi. Tất cả những cái đồng coin hot, ADA, Dotson, XRP rồi vân vân, rất là hot. Và những cái đồng coin mà mình giữ thì là những cái đồng coin top và nó có sự tăng trưởng khá là tốt so với những cái đồng coin khác. Đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn giữ Dot thì bây giờ nó đã quay trở lại cái thời điểm mà Bitcoin nó sideways ở khu vực 32 40 nghìn. Đây thì Dot nó cũng sideways khu vực đấy. Và bây giờ thì cái thằng Dot nó lại quay về đúng cái khu vực đấy. Thế trong khi là thằng BNB này, BNB nó sideways khu vực này cùng với lại Bit nó ở khoảng 400 đô đúng không ạ? Và bây giờ thì giá của nó ở 500 đô. Vậy là nó nếu mà nó so với Dot thì nó đang tăng trưởng tốt hơn, và mình sẽ phân bố cái đồng BNB sang đấy thôi, hay là những cái đồng coin mà mình thấy rằng nó có cái sự tăng trưởng ổn rồi mình không muốn giữ nó nữa, không thấy cái tiềm năng của nó hơn những cái đồng này chẳng hạn, mình sẽ chuyển sang. Thì đó là cái cách mà chúng ta làm ở trong cái thời điểm hiện tại thôi. Hay giống như bạn Tiến ở trong nhóm ấy, bạn ấy không thích cái đồng Linh nữa, bạn ấy chuyển sang đồng đồng khác chẳng hạn, đồng Dot hay đồng gì đấy mình không biết, bạn không thích nữa đó. Thì bạn ấy chuyển sang bởi vì là giá bây giờ nó đang ở cái mức khá là đẹp và đều nhau, nó không có sự tăng trưởng gì quá lớn, trừ một số các con, ví dụ như con Avat. Ừ. Hay là con gì nhỉ? Số con nó đang phát triển rất là đang đang tăng rất là mạnh. À, nó chưa có dấu hiệu điều chỉnh nhiều. Thế thì những con này không đổi được. Ừ. Nhưng mà một số các cái con khác thì đổi được hoàn toàn. Hai con này là cái hai cái con mà đang ở cái giá khá là thấp, hoàn toàn đổi tốt ha. Rồi thì quay lại với Bitcoin, chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về những cái thông số mà hiện tại Bitcoin nó đang để chỉ ra. Thì ngày hôm qua nó thấy rằng Bitcoin nó có một cái sự cố gắng khi mà nó đẩy lệ giá lên đến 48.300 sàn Binance, nhưng mà ngay lập tức bị tụt xuống. Thì mọi người thấy rằng đây là một cái dấu hiệu cho thấy là đã có một cái sự gì nhỉ, phân vân của các nhà đầu tư ở trong giai đoạn này. Đã có những người mà không tin rằng là nó thấp như thế này mãi và vứt tiền vào mua, người ta quá là sốt ruột, người ta vứt về tiền vào người ta mua với cái số lượng rất là lớn đúng không ạ? Thì chúng ta có thể giải thích như vậy, tại vì là nếu mà cả cái thị trường nó vẫn đang lo lắng về cái việc là giá Bitcoin nó sẽ tụt về đâu thì làm gì có một cái cây tự nhiên nó vụt lên như vậy đúng không ạ? Đúng không? Làm gì có ai người ta nhảy vào người ta mua nữa, mà người ta sẽ chỉ bán thôi, giá nó sẽ chỉ giảm thôi, nhưng mà ở đây nó lại có cái sự bật lên rất là mạnh ha, thì là có cái sự bối rối băn khoăn giữa các nhà đầu tư. Tuy nhiên là cái này nó chưa được cụ thể và chưa được mạnh mẽ, cho nên là nó chưa bứt phá được giá ra khỏi cái khu vực sideways. Ừ. Thì đây là một cái tín hiệu, đây là một cái tín hiệu cho thấy là cái đà giảm nó đang yếu dần, và đồng thời chúng ta thấy rằng cái volume nó cũng đang mức khá là thấp so với cái mức trung bình, thì nó chỉ bằng khoảng một nửa thôi. Ừ. Thì nhìn rõ hơn vào trong các cái nến 4 giờ thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì Bitcoin nó đang có một cái trendline ha, trendline nếu mà vẽ ra trendline thì nó như thế này, và trendline này thì cái thằng trẻ con nó cũng nhìn thấy, nếu mà nó đã học phân tích kỹ thuật thì thằng trẻ con nó cũng nhìn thấy, và cái trendline này khi mà bất kỳ một thằng nào nó cũng nhìn thấy ấy, thì nó sẽ có hiệu nghiệm, nó sẽ có tác dụng đúng không ạ? Bởi vì là ở trên cái thị trường này có rất là nhiều người, người ta dùng cái phương pháp trendline này để người ta phân tích kỹ thuật, và người ta dùng trade rồi dùng margin các kiểu. Thế khi mà nhiều người dùng ấy thì nó sẽ có cái tính chính xác nhất định. Chính vì vậy mà khi mà nó đẩy giá lên đến bằng cái dâu lên đến 48.300 thì nó ngay lập tức nó bị bật xuống, là vì có những thằng nó sell trên này, sell rất là lớn trên này. Thì cái trendline này nó đã có 4 lần nó chạm vào rồi, 4 lần nó chạm vào rồi. Thế thì trendline nó sinh ra là để phá chứ không phải là sinh ra để tồn tại mãi. Đấy, cho nên là ở cái khúc cuối của cái trendline này, rồi là đây một cái giai đoạn này nữa, cái biên dưới của nó như thế này, dưới như thế này, tầm đâu đó là khoảng 46.000, tầm đâu đó khoảng 46.000, thì chúng ta thấy rằng là nó đang ở gần cái giai đoạn cuối của một cái tam giác rồi, thì rất có thể là chỉ trong một vài ngày nữa thôi là nó sẽ có cái sự break lên. Ừ, break lên thì để mà trước khi nó break lên ấy, bởi vì là chúng ta đang nhìn thấy nó vẫn là trend tăng,
mình phân tích từ rất là lâu đến bây giờ thì vẫn là một cái trend tăng thì nó sẽ break lên. Nhưng mà trước khi break lên ấy, nhưng mà hình dung nhá, trước khi break lên thì nó có thể nhá, nó sẽ break xuống trước rồi nó lên lên. Tức là nó sẽ tạo ra một cái cú gọi là rũ hàng lần cuối cùng. Cái này có thể có thể không. Thì nếu mà đi sâu vào trong cái từng cái mô hình rồi là từng cái gọi là từng cái hình ảnh của cái quay cọp ấy thì nó rất là mông lung, nhưng mọi người hình dung nó đơn giản là như vậy. Nó có thể là đây đi xuống một chút rồi bật lên. Đó. Tức là rũ hàng tạo ra một cái sự sợ hãi. Ừ. Thì các nhà đầu tư thì người ta biết rằng là sau khi có một cái đoạn mà đi sideways rất là lâu như thế này rồi thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ có cái sự bứt phá ra khỏi cái vùng tam giác này, đúng không? Người ta sẽ không thể biết được là nó đi lên hay đi xuống, tại vì người ta đang rất là mơ hồ. Người ta nhìn thấy lý thuyết Dow là đang đi xuống này, đáy sau thấp hơn đáy trước này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này. Đó. Người ta rất là mơ hồ, người ta sợ rằng nó sẽ đi xuống đâu đó đâu khoảng 40, 42.000, 32.000, rất là nhiều các con số bên dưới, rồi là về đồ đá. Ừ. Ê, tuy nhiên là đối với mình thì nó không có một kỳ một cái cửa gì để đi xuống downtrend ở thời điểm này hết. Đó. Thế thì nó chỉ có thể là đi lên. Nhưng mà trước khi đi lên thì nó có thể đi xuống một chút. Đó, thì đấy là cái mà mình muốn nhấn mạnh lại để các bạn hiểu, đúng không? Nó có thể đi như thế này, bật lên. Đó. À, thì cái con số ở bên dưới này là không biết bao nhiêu. Nó có thể tụt xuống dưới hẳn khoảng 45.000 đâu, nó khoảng 44.000. Nhưng mà mình cam đoan với các bạn là nếu nó có tụt xuống dưới 45.000 thì ngay lập tức nó sẽ có dâu bật lên thôi. Ừ. Thì trong tích tắc thôi. À, rồi chúng ta nhìn kỹ hơn về những cái nến 1 giờ thì có thể thấy rằng là cái đoạn ngày hôm qua ấy, ngày hôm qua thì mình thấy có một cái sự cố gắng từ những cái người mà muốn đẩy giá lên. Khi mà chỉ cần là có cái volume dịch nó nhỏ dần ấy, volume giao dịch nó giảm dần, volume bán nó giảm dần thì người ta ngay lập tức người ta đẩy giá lên đâu đó vài lần liền, vài lần liền. Thế tuy nhiên là những cái lần đẩy giá lên thì ngay lập tức là lại bị xả xuống, bị phản ứng ngay. Và với cái việc mà khi mà đẩy giá lên mà vẫn bị phản ứng như này thì mình nghĩ rằng là đến khoảng 99% là trước khi nó bật lên ấy, trước khi chúng ta có một cái đoạn bật lên như thế này thì kiểu gì nó cũng sẽ có một cái đoạn đi xuống. Nó lại đi xuống tại vì là còn rất là nhiều thằng muốn bán ở chỗ này. Ừ. Thì đấy là về cái phân tích kỹ thuật của Bitcoin ha. Bitcoin thì có lẽ là chỉ có một vài ngày nữa thôi là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được cái sự thay đổi tích cực của Bitcoin. Thế còn thời điểm hiện tại nó đang khá là buồn. Khá là buồn. Mình sẽ nhìn kỹ hơn một chút nữa, nhưng mà chúng ta nhìn ở trên khung ngày rồi, chúng ta nhìn khung ngày thấy rằng là nó cái volume dịch nó giảm dần rồi. Nó giảm dần ở trong cái thời điểm mà chúng ta từ 69.000 đến thời điểm hiện tại. Nó giảm dần rồi. Đây là trên khung ngày, trên khung lớn ha. Thì có thể là 1 2 ngày nữa cái volume dịch nó rất là nhỏ. Và khi mà nó nhỏ đến cái mức đủ để có thể đẩy được lên giá lên rồi thì nó sẽ đẩy ha. Rồi chúng ta sẽ cùng phân tích một hai cái đồng, đó là đồng Dot và đồng Solana. Thì với Dot thì mình cũng vừa mới nói rồi. Hiện tại là Dot đang ở cái vùng cực kỳ đẹp để mà gom hàng. Cái vùng này thì không thể nào mà lỗ được. 24 đô không thể nào mà lỗ được. Ừ. Vì là hiện tại nó đang ở cái khu vực mà gì nhỉ? Khu vực mà trước đó nó đã đi sideways trong một khoảng thời gian rất là lâu. Nếu mà nhìn vào cái vùng này thì 23.6, 23.6 nó sẽ là cái khủng tối thiểu, tức là cái vùng sâu nhất mà nó có thể chạm đến. Đấy. Thế ở trên cái volume profile mình có thể nhìn thấy như vậy. Và nếu mà nó tụt xuống đấy ấy, thì hiện tại bây giờ nó là bao nhiêu? 24.5 thì nó cũng không có chênh lệch nhau là quá là nhiều. Thì nếu bạn nào chưa có Dot hoặc là muốn đầu tư vào Dot thì có thể là cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Đúng. Hoặc là có thể swap vào những cái con mà các bạn đang có lãi nhiều sang một chút. Ví dụ như là một số các con mình thấy con CRV này là chúng ta nếu mà đang mua từ những cái vùng giá trước thì nó cũng đang có lãi ha. Con này thì hiện tại là nó vẫn còn tăng nữa, vẫn tăng nữa. Và mình cũng đã tính là cái chuyện là sẽ chuyển một phần sang con Dot. Nên Dot là mình sẽ hold trong thời gian lâu dài hơn. Ừ. Còn CRV thì mình sẽ chốt trong mùa này, mình sẽ bằng mọi giá mình chốt trong mùa này. Không có khoái lắm về mấy cái sản đích nữa. Thì thấy rằng là Dot hiện tại thì cái việc mà nó cứ liên tục nó giảm 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 như này thì đâu đó nó lại có những cái gì nhỉ? Chúng ta
ta sẽ không nói quá nhiều về những cái kiểu như là những cái lý thuyết mà đen tối các thứ. Đấy, nhưng mà với cái giá này nhá, chúng ta nhìn thấy rằng là nó đã tạo ra một cái, nó đã ở cái vùng mà vùng bay rồi. Đây, cái vùng này là cái vùng mà nó đã sideways rất là lâu và nó kiểm định hàng rất là kỹ ở khu vực đó. Thế thì khi mà nó bật qua khu vực mà đã kiểm định hàng rất là kỹ rồi thì đồng thời nó cũng sẽ tạo ra một cái gọi là cái gì nhỉ? Cái vùng hỗ trợ rất là cứng. Đấy, cái vùng hỗ trợ rất là cứng là cái vùng này. Nó không thể nào mà nó tụt xuống sâu được hơn quá cái vùng này đâu. Ừ, mọi người có thể mua ở đây và biết đâu đấy, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy lại cái vùng 24.6 đô này nữa đâu. Ok, thì qua Solana. Solana thì là một cái đồng coin mình rất là thích bởi vì là cái tốc độ tăng của nó cực kỳ nhanh. Ừ. Thế thì với mỗi cái lần mà nó tăng lên ấy, thì đâu đó các bạn ấy sẽ vẽ được là thành sóng 1, 2, 3, 4, 5 thì nó hết rồi. Bây giờ nó đang là sóng ABC đi xuống rồi. Thì bản thân mình thì chưa. Ừ. Mà mình vừa chưa bởi vì là bây giờ nếu mà nói về Elliot thì mình nghĩ rằng nó đang ở tầm sóng 4 thôi. Chứ còn những cái khu vực này nó quanh quanh này không tính. Không tính. Không tính. Thế còn thời điểm hiện tại là nó sẽ còn một cái đợt sóng nữa lên rất là mạnh. Bởi vì là nếu mà sóng 5 mà chỉ kết thúc với cái volume giao dịch nó cực kỳ thấp như thế này thì nó chả là cái lý do gì, chẳng chẳng có cái lý do gì để mà nó có thể đẩy được lên những giá gì nhỉ, để mà cá mập nó có thể xả được hết hàng, đúng không? Sóng 5 là những cái sóng mà lẽ ra cái volume giao dịch hay là cái sự phấn khích nó phải lên cực đại, nhưng mà đây thì sóng 5 chúng ta thấy rằng là volume cực kỳ yếu, volume cực kỳ yếu. Thế rồi thì có lẽ đây chỉ là một cái đoạn nghỉ của Solana mà thôi, và chúng ta sẽ còn nhìn thấy nó tăng lên rất là mạnh nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ phân tích hai cái đồng coin này mà thôi, vì là các đồng coin khác nó sẽ không có nhiều những cái sự tăng trưởng. Chúng ta nhìn qua vào CRV một chút vậy. CRV thì mình cũng có cầm một chút, nhưng mình đang rất là muốn chốt con này, rất là muốn chốt con này, nhưng mình chưa thấy cái lý do gì để mình chốt cả, thực sự là như vậy. Khi mà volume dịch của nó đang tăng rất là ổn, volume rất là ổn và cái lượng lực bán đi ấy, mọi người nhìn thấy rằng là sau 3 ngày nó tăng, à đâu 1, 2, 3, 4, 5 ngày, 5 ngày liên tiếp nó tăng lên, volume giao dịch tăng dần đều. Nhưng mà sau cái ngày thứ 6 thì nó giảm có một xíu à. Volume bán nó có một xíu. Trong khi cái thời gian trước nó giảm thì nó tăng 1, 2, 3, 4 ngày. 4 ngày sau đó là cái ngày thứ 5 là nó giảm rất là mạnh. Rất là mạnh. Và volume giao dịch giảm đang rất là thấp rồi. Thì con CRV này mình nghĩ rằng là nếu chúng ta đang có thì chúng ta cứ giữ. Biết đâu nó sẽ đi sideways hoặc là điều chỉnh một tí nữa, nhưng mà rồi nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Và cái mốc 6.4 này nó sẽ vượt qua rất là dễ dàng mà thôi. Khi mà Bitcoin tăng lên thì con này khi mà Bitcoin tăng lên thì rất có thể nó sẽ là cái đồng mà đi rất là mạnh đó. Bởi vì là hiện tại nó đang rơi vào cái đà tăng của nó rồi. Thì nếu mà ai đang có thì giữ ha. Thế còn Near thì Near hôm qua có một cái cây đẩy lên ha. Near hôm qua có cây đẩy lên khá là. Mình đã nói rằng con Near này thì tiềm năng nó vẫn rất là cao. Mình không đồng ý với cái việc là nó bây giờ cứ lên là mình xả, cứ lên mình xả, không có chuyện đấy đâu. Vì là xả thì cũng ít thôi. Vì là nó chỉ có một vài phút mà đẩy lên cái mức đỉnh cao này thôi. Đấy, không có nhiều thằng quá may mắn mà mua được ở trên đấy xong bây giờ mà giữ lại đâu. Bây giờ cũng đã bán gần hết rồi. Thì đấy là những cái mà thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Tổng kết lại thì Bitcoin nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh. Đấy, điều chỉnh tầm đâu đó khoảng vài ngày nữa và chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự bứt phá của nó mà thôi. Ừ. Và cho dù giá cả đi như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy rằng là ở thời điểm hiện tại volume dịch của nó đang rất là thấp. Chúng ta đang có những cái lượng người tích trữ về Bitcoin nó đang rất là lớn, những người muốn bán thì không có nhiều nữa, giảm dần thì giá của nó sẽ đến một hai ngày thì đấy thì nó sẽ bật lên rất là mạnh. Biết đâu trong tuần này chúng ta sẽ có một cái đợt tăng trưởng rất là mạnh trước khi mà chúng ta kết thúc cái năm 2021 này. Thì chúng ta nhìn thấy Bitcoin nó rơi vào đâu đó khoảng bao nhiêu nhỉ? 54-55 nghìn ha, 54-55 nghìn. Ừ. 55 nghìn là cái mốc mà mình hy vọng rằng là nó sẽ kết thúc ở trong năm 2021 để cho đến năm 2022 chúng ta sẽ có những cái vùng giá cao hơn. Ha, ok, video đến đây cũng khá là dài rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ, like và subscribe kênh để chúng ta sẽ cùng đi với nhau được hết cái chu kỳ của cái thị trường crypto này. Ok, bye bye.